Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị và bạn những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa update xong. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, thông tin mới nhất về tờ báo nổi tiếng cho biết toàn Trung Quốc chấn động khi con đập Tam Hiệp vào chiều ngày hôm nay khả năng cao tới 98% bởi nó đã dính một trận động đất siêu mạnh 7,1 độ Richter ngay sát chân của nó. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đang rất hoang mang khẩn cấp cho hơn 100 triệu người dân ở các tỉnh thành phố phía Nam, trong đó có tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây, Quảng Đông, nên các tỉnh núi cao để tránh phòng con đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Hiện tại, tình hình con đập Tam Hiệp được cho là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như con đập Tam Hiệp mà bị vỡ thì toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Khi đó, bản đồ trên thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Đây được cho là một thông tin cực kỳ buồn cho chính quyền ông Tập Cận Bình và chính phủ Trung Quốc, cũng như hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc phải nghe những cái thông tin buồn này. Nhưng lại là một thông tin rất vui trên nhiều nước trên thế giới. Bởi chỉ có như vậy thì chính quyền ông Tập Cận Bình mới bị xóa sổ. Mà bởi vì như vậy thì Trung Quốc sẽ không dám đồng hành nữa. Thưa quý vị và các bạn, người ta cho biết rằng đây chính là nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật, mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì trong thời gian vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi đau thương cho thế giới này. Điển hình như chính quyền ông Tập Cận Bình chính là chủ mưu của con Covid-19, hay còn gọi là con Covid Vũ Hán, con Corona. Bây giờ trên thế giới có hàng trăm triệu người nhiễm Covid-19 và hàng ngày có hàng ngàn người đã tử vong. Đây là một con số hết sức đau thương. Tất cả đều do chính quyền Trung Quốc và chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc còn đi xâm chiếm, đánh tổ, đánh hải các nước trong khu vực, đặc biệt là khu vực Biển Đông của Việt Nam chúng ta. Trong thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, chính quyền ông Tập Cận Bình đã điều động rất nhiều tàu hải cảnh, tàu chiến, tàu dân phòng đi ra ngoài khơi Biển Đông, tập trận, thụy y sức mạnh, chiếm khu vực Biển Đông về tay cho Bắc Kinh. Chính quyền ông Tập Cận Bình còn tự nhận vơ con đường nới bỏ chiến đoạn 80% diện tích ở ngoài khơi Biển Đông là của Trung Quốc. Chứ trên thế giới không một ai, không một nước nào thừa nhận con đường nới bỏ là của chính quyền Trung Quốc và của ông Tập Cận Bình. Thế mà ông Tập Cận Bình dám tự ý vẽ con đường nới bỏ chiếm đoạn 80% ở ngoài khơi Biển Đông là tự thừa nhận là của ông Tập Cận Bình và của Trung Quốc, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam chúng ta. Đây được cho là một hành động ngông cuồng, bành trướng, tham lam của phía chính quyền Trung Quốc và phía ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền ông Tập Cận Bình còn tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền, tàu chiến của các nước nào mà dám xâm phạm vào phạm vi con đường nới bỏ, hay còn gọi là con đường chín đoạn, mà không được sự cho phép của chính quyền Trung Quốc, chính quyền ông Tập Cận Bình thì sẽ bị đánh sập, đánh chìm ngay lập tức. Và đây được cho là một bài phát ngôn, phát biểu ngông cuồng và bành trướng của phía chính quyền ông Tập Cận Bình và các nước trên thế giới, nói rằng các nước phải bắt chặt tay nhau để ra tay trừng phạt Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Nếu không, chính quyền ông ta sẽ được đằng chân nâng lên đằng đầu, khi đó tình thế sẽ cực kỳ là nguy hiểm. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Và bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn về thông tin mới nhất về dịch bệnh Covid-19 như sau. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam chúng ta. Và tối ngày hôm qua, ngày 5 tháng 11 năm 2021, bản tin dịch bệnh Covid-19 tối ngày 5 tháng 11, Bộ Y tế cho biết thêm có 7.504 ca nhiễm mới. Trong đó, Đồng Nai có 953 ca, Bình Dương 917 ca. Và đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước ta là 948.646 ca, trong đó có 834.530 ca bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đây là một thông tin khá vui cho Việt Nam chúng ta. Thông tin các ca nhiễm mới tính từ 16 giờ ngày 4 tháng 11 đến 16 giờ ngày 5 tháng 11, hệ thống quốc gia quản lý bệnh Covid-19 ghi nhận 7.504 ca nhiễm mới, trong đó có 17 ca nhập cảnh và 7.487 ca ghi nhận trong nước, tăng 911 ca so với trước đó. Tại 60 tỉnh thành phố có 3.207 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Đồng Nai 953 ca, Bình Dương 917 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 912 ca, Kiên Giang 477 ca, Bạc Liêu 468 ca,
An Giang 411 ca, Tây Ninh 305 ca, Bình Thuận 298 ca, Cà Mau 241 ca, Cần Thơ 199 ca, Sóc Trăng 193 ca, Đồng Tháp 166 ca, Tiền Giang 163 ca, Long An 140 ca, Hà Giang 138 ca, Đắk Lắk 135 ca, Bình Phước 107 ca, Gia Lai 94 ca, Vĩnh Long 92 ca, Hà Nội 91 ca, Bến Tre 90 ca, Trà Vinh 86 ca, Đắk Nông 76 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 74 ca, Ninh Thuận 55 ca, Nghệ An 51 ca, Hậu Giang 49 ca, Thanh Hóa 49 ca, Bắc Ninh 46 ca, Khánh Hòa 44 ca, Bắc Giang 43 ca, Phú Thọ 39 ca, Nam Định 37 ca, Lâm Đồng 30 ca, Quảng Ngãi 26 ca, Quảng Nam 23 ca, Hưng Yên 22 ca, Bình Định 18 ca, Quảng Ninh 16 ca, Đà Nẵng 14 ca, Hà Nam 13 ca, Hà Tĩnh 13 ca, Điện Biên 13 ca, Kon Tum 17 ca, Thừa Thiên Huế 17 ca, Lai Châu 6 ca, Thái Nguyên 5 ca, Ninh Bình 5 ca, Quảng Trị 4 ca, Quảng Bình 4 ca, Hải Dương 4 ca, Hải Phòng 4 ca, Phú Yên 3 ca, Lạng Sơn 3 ca, và Thái Bình 2 ca, Sơn La 2 ca, Tuyên Quang 2 ca, Lào Cai 1 ca, Bắc Cạn 1 ca và Bắc Cao Bằng 1 ca. Thưa quý vị và các bạn, trung bình số ca nhiễm trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 6.027 ca trên ngày. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đang diễn biến hết sức phức tạp. Kể từ đầu mùa dịch đến nay, Việt Nam có 953.547 ca nhiễm, đứng thứ 40 trên 223 quốc gia vùng lãnh thổ. Trong khi đó, với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 9.680 ca nhiễm. Thưa quý vị và các bạn, đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 948.646 ca, trong đó có 834.530 ca bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đây là một thông tin rất vui cho đất nước Việt Nam chúng ta. Bộ Y tế ghi nhận có 10 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua như Ninh Bình, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Cạn và Cao Bằng. Đây là một trong những các tỉnh phòng chống dịch khá tốt. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh là 436.629 ca, Bình Dương là 237.158 ca, Đồng Nai 70.091 ca, Long An 35.500 ca, Tiền Giang 17.642 ca. Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến tình hình bão lũ tại Trung Quốc và tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam và các thông tin trên, chúng tôi sẽ luôn cập nhật tình hình mới nhất để gửi tới cho quý vị và các bạn tin tiếp theo. Còn chương trình ngày hôm nay, do thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.